Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Đợi đã, tiện dân to gan, sao dám chặn Tiểu Tiến Cung chứ? Ngươi không muốn sống nữa sao? Ta muốn gặp Diệu Hoa. Lữ tiểu thư, có một người đàn ông nói muốn gặp cô. Ta không quen hắn. Người đâu? Mau lôi tên điên này ra cho ta. Diệu Hoa, Diệu Hoa, mùi không được đối xử với ta như thế. Diệu Hoa, mùi hãy nói cho ta. Ta biết mùi có nỗi khổ. Diệu Hoa, La Phong, La Phong, huynh không sao chứ? Lữ tiểu thư, xin lỗi, ta xin lỗi. Diệu Hoa là vì ta nên mới phải như vậy. Không, mùi ấy không phải vì cô, mùi ấy vì bản thân của mình thôi. Mùi ấy chỉ yêu bản thân mình. La Phong, vị đại gia này, xin hãy cho tôi ít tiền. Đến Quan Hải đi thế nào? Xin hỏi đến huyện Khâu Quan đi thế nào? Ta không biết. Vị đại gia, hãy cho tiền đi, xin lâu lắm rồi. Ở đâu trông giống có tiền chứ? Đại ca, ở bên kia có một phú thương muốn đi Khâu Quan. Vị đại gia, xin hãy chờ chút. Có thể nói cho ta đến huyện Khâu Quan đi thế nào không? Khâu Quan cách đây rất xa, ra khỏi thành phố rẽ trái là tới. Vị đại gia, cho tôi ít ngân lượng đi chứ. Ta đã nói là ta không có tiền mà, tránh ra. Vị đại gia này, hãy thương cho tôi, thương tôi đi. Mau tránh ra. Mau mau, vị đại ca này. Vị đại ca này, làm gì đấy? Cái này, chúng tôi muốn đi Khâu Khâu gì nhỉ? Khâu Quan, đúng rồi, đúng rồi, huyện Khâu Quan. Chúng tôi không biết đi thế nào. Đi thẳng rẽ trái, đa tạ. Xe ngựa của cậu à? Vâng, ta dẫn cậu đi. Đi thôi. Đi thôi. Các người muốn dẫn ta đi đâu? Bằng vàng, bình tĩnh đi. Làm gì vậy? Đa tạ đại quân. Người, người cứ chờ mà xem. Đại quân, y phục này. Người cứ đợi đấy. Cha, 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 mau ra xem, mau xem bọn con mang gì về này. Mọi người thì hưởng phúc cùng con cái, ta thì sao? Đi cùng con trai toàn phải chốn trùi chốn lũi. Con xem,
kiếp trước ta đã phạm tội gì chứ? Bá phụ, đại ca biết hôm nay là mừng thọ bá, nên đã ra ngoài mua chút thịt về, còn nấu lên rồi. Bá phụ hãy mau ăn đi. Số thịt này còn lấy đâu ra? Đi trộm phải không? Ta không ăn. Quân tử không ăn đồ bất chính, ta không dùng được. Còn nói con không có bản lĩnh, lại đi học người ta tạo phản, an phận thủ thường không tốt hơn sao? Bây giờ con xem, con tự nhìn đi, chúng ta phải sống như thế nào đây? Tôi thật đáng thương, đã khổ cả đời rồi, đến lúc về già vẫn phải gánh tội với con. Cha nghĩ con muốn như vậy sao? Con còn hận bản thân mình nữa. Nhưng hận cũng có tác dụng gì? Có thay đổi được thực tế sao? Vì thế hiện con chỉ còn hai chữ có thể lựa chọn, đó chính là chấp nhận. Còn nói nghe có lý không hả? Được rồi, bá phụ bất giận đi. Thịt bò ngồi ăn không ngon nữa đâu. Thôi đi, ta đói muốn chết rồi. Đây là thịt đi trộm đi cướp được đấy. Con không chịu được thì đừng chịu nữa. Đại ca, thằng nghịch tử này. Tử Thư, mau đuổi theo lão đại đi. Ở đây để tôi lo. Bà nó ơi, Nguyệt Gia à, nếu sớm nó bất hiếu thế này, ngay từ đầu tôi thà nó chết còn hơn. Chứ không phải là mọi người. Đại ca, huynh đừng như vậy nữa. Mọi người đều phải sống khổ, khó tránh khỏi có chút bức bối. Chúng ta nhẫn nhịn một chút là được. Tử Thư, đệ và bàn dạng đều là huynh đệ tốt của ta. Hải Thiên ta thật vô dụng, ta không thể cho cha mình cùng các huynh đệ tốt của mình có thể cuộc sống tốt hơn, còn khiến mọi người phải chịu khổ giống ta. Có thể cha ta nói đúng, ngay từ đầu người đáng chết nên là ta. Nếu như mẹ và Nguyệt Nha còn sống, bây giờ bọn họ đã có một cuộc sống rất là tốt. Tiêu cực như vậy thật không giống huynh. Huynh đệ, để nói ta có thể không? Nhất định có thể. Để nghe nói bọn dân cùng đang giành thắng lợi liên tiếp ở phía nam. Bọn họ có thể từ một nhóm người gây dựng nên. Không có lý do gì chúng ta lại không thể. Đúng, dân cùng làm được thì Hải Thiên ta cũng làm được. Đây mới đúng là đại ca của đệ. Được rồi, chúng ta về thôi. Đi. Đúng rồi, đôi giày huynh mua cho bá phụ, hãy đem ra tặng bá ấy đi. Phụ tử hai người cứ như ngày và đêm vậy. Đại ca, huynh không tặng nữa. Hải Thiên ta đã tặng thì phải tặng dày dặn. Dân đại ca dẫn quân về phía nam, ta đi theo đường này là không sai chứ. Nhưng tại sao đến bây giờ một chút tin tức về huynh ấy cũng không có? Này, không được vậy. Bên đó,
Một mình ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận hơn nữa. Ở đây quân binh loạn rất nhiều. Cảm ơn huynh. Là huynh sao? Đại nhân, tôi không đi được nữa. Ngài có thể chịu tôi không? Đa tạ ngài. Mẹ, mẹ ngươi, vợ ngươi đều đã bị người ta hại chết rồi. Mày là đứa con bất hiếu, mày còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa chứ? Trùng hợp thật. Vừa may là gặp huynh. Huynh biết không, tất cả tiền của tôi đều để trong tay nãy, bị người ta trộm mất rồi. Nếu không gặp được huynh, chắc tôi phải lang thang đầu đường xó chợ mất. Đói không? Có muốn ăn chút gì không? Được. Trùng hợp thật. Chúng ta quả là có duyên. Đúng, thật có duyên. Đi thôi. Huynh biết không, từ sau lần chia tay huynh đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Xảy ra rất nhiều, rất nhiều chuyện huynh không thể tưởng tượng được. Bây giờ tôi cảm thấy huynh đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi vốn dĩ muốn tặng huynh một thanh chuỗi thụ, lại để ở trong tay nãy bị người ta cướp mất rồi. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết huynh tên gì. Ta nói cho cô biết, người tốt. Tôi nói huynh đúng là một người tốt, đại tốt. Sau này tôi sẽ gọi huynh là người tốt, được không? Tùy cô. Người tốt. Lần trước không phải huynh nói huynh sắp được làm cha sao? Đã sinh chưa? Là nam hay nữ vậy? Nhất định sẽ rất là đáng yêu. Huynh làm gì thế? Nhìn huynh xem, đã là cha rồi còn ấu trĩ như vậy sao? Uống say là đập vỡ chén à? Sao huynh lại trẻ con như vậy chứ? Uống rượu. Uống. Đi. Đứng lên. Đại gia, ngài chơi có vui không? Cô ấy đáng giá bao nhiêu? Đúng là nữ nhân, cũng xinh đẹp đấy. Chỉ là không biết cô ấy có đồng ý hay không. Nếu không tự nguyện thì không đáng bao nhiêu đâu. 10 lượng. Mang người đi, đưa tiền cho ta. 10 lượng sao? Đại gia à, ngài không nói đùa chứ? 10 lượng còn không mua nổi một con gà ấy chứ? Nói chi với một cô nương xinh đẹp. Ngài đây đang nói đùa thật đấy. Bà có muốn hay không? Nếu muốn thì đưa tiền đây, không thì ta đi. Muốn đương nhiên là muốn rồi. Đây là món hàng rẻ mà, tìm đâu được chứ? Đây là tiền của ngài. 10 lượng đây. 10 lượng. Đa tạ vị đại nhân. Đợi tôi đi cùng. Đi, chúng ta đi bên này. Các vị đại gia, các vị quan khách, mọi người hãy nhìn xem, vị cô nương này là món hàng hôm nay chúng tôi mới thu được. Các vị xem. Các chị xem, một cô nương thật xinh đẹp. Đẹp quá. Ai ra giá cao, cô ấy sẽ thuộc về người đó.
Là ai đây? Mau nói giá đi. 50 lượng, 50 lượng, 80 lượng, 100 lượng, 300 lượng. 300 lượng, còn có ai cao hơn không? Đây là cái gì vậy? Mau cầm lấy, qua bên đó nhất định lấy phần. Đi mau. Tôi vốn chỉ định tặng huynh một thanh chủy thủ. Tôi nói huynh đúng là một người tốt. Sau này tôi sẽ gọi huynh là người tốt được không? 900 lượng, tôi trả 1.000 lượng. 1.000 lượng còn ai cao hơn không? Còn ai không? 1.500 lượng. Một dạng. Chuyện gì vậy? Mà bắt anh ta lại, đừng để anh ta chạy. Theo tôi. Đi. Các người là lũ vô dụng. Đứng lên, mau đứng lên. Mau bắt họ lại cho ta, nhanh lên. Bên này. Đứng lại. Mau đuổi theo. Đứng lại. Đi đâu rồi? Đi. Đa tạ huynh đã cứu tôi. Huynh bị thương rồi, có nghiêm trọng không? Cô sao vậy chứ? Không phải tất cả mọi người trên thế gian này đều là người tốt đâu. Vừa rồi cô có biết ai đã bán cô không? Là tôi. Nhưng huynh đã quay lại cứu tôi, không phải sao? Để tôi xem huynh bị thương thế nào. Đại hảo nhân. Tôi không phải là một người tốt. Tôi cũng không muốn làm người tốt. Được, người xấu. Quỳnh có thể thu nhận tôi một đêm được không? Tôi sẽ bán cô tiếp đó. Quỳnh sẽ không. Làm gì vậy? Tôi giúp Quỳnh cầm máu. Nếu không lát nữa mất máu nhiều quá sẽ bị ngất. Ai sẽ thu nhận tôi đây? Chỗ tôi ở không phù hợp với cô. Không phù hợp chỗ nào? Nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Để tôi đỡ huynh. Huynh không phải là loại người để ý vấn đề nam nữ tụ tụ bất thân đấy chứ. Đi thôi, mau lên. Đại ca. Huynh sao vậy? Ai làm vậy? Để thay huynh đi đánh hắn. Huynh ấy không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vậy này là. Ta nhớ ra rồi. Cô chính là người được đại ca thả ra. Chính vì cô mà chúng tôi mới tan nát cửa nhà. Thì ra là cô. Ta giết chết cô. Tử thư, đó không phải lỗi cô ấy. Mọi người sao vậy? Tại sao lại giết tôi? Cô còn hỏi sao? Lúc đầu nếu không phải cô cầu xin đại ca thả cô ra, ba nhà hải tử bằng chúng tôi cũng không bị tan nát cửa nhà như hôm nay. Ta phải giết cô. Ta phải giết cô. Tử thư để làm gì thế? Để nghe ta nói đã. Dừng tay. Nghịch tử. Mẹ ngươi, vợ ngươi, đều vì cô ta mà chết đấy. Ngươi còn binh cô ta sao? Này, nếu ngươi còn coi ta là cha ngươi thì hãy giết cô ta ngay cho ta. Ngươi không xuống tay được à? Vậy được,
Để ta làm cho ngươi. Đủ rồi. Ta nói một lần nữa, chuyện này không phải lỗi cô ấy. Ta không cho phép mọi người hại cô ấy. Đại ca, nghịch tử. Lần này huynh đệ không giúp được gì cho huynh. Bàn dạng đệ chỉ có một thân này, không còn máu mủ tình thân nào. Nhưng tử thư thì sao? Còn mẹ huynh, vợ huynh. Tử thư. Đại ca. Ngươi. Là thật sao? Những gì bọn họ nói là thật sao? Tôi đã hại huynh tan nát cửa nhà sao? Ta mệt rồi. Đi ngủ thôi. Cha, nếu cha muốn giết cô ấy, hãy giết con trước. Nghịch tử. Nghịch tử. Đêm đó tôi không ngủ được chút nào. Không phải vì sợ trong phòng có đàn ông, cũng không phải vì sợ người khác đánh lén, mà vì những người đã vì tôi mà chết. Tôi không hề nghĩ tới sự tồn tại của mình lại được đổi bằng biết bao nhiêu sinh mệnh. Tình này, ân này, tôi có thể báo đáp thế nào đây? Người tốt, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Bọn họ đâu rồi? Thật ra bọn họ đều là người tốt. Tối hôm qua chỉ là nhất thời nóng giận, sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu. Vậy thì tốt, cô có thể đi rồi. Tôi không đi. Tôi muốn ở lại đây. Tôi đã nghĩ rồi. Vì tôi mà hại mọi người tan cửa nát nhà. Mặc dù tôi ở lại cũng không giúp mọi người bớt đau thương, nhưng cũng có thể làm tôi cảm thấy đỡ nặng nề. Tôi nói này, chuyện này không liên quan đến cô. Lúc đầu là do tôi thả cô đi. Tôi đã làm cơm sáng rồi, đi cùng ăn thôi. Cô không nghe tôi nói gì sao? Chuyện này không liên quan đến cô. Cô có thể đi được rồi. Tôi không có nơi nào để đi, hãy cho tôi ở lại đi. Không được, đây không phải là nơi thu nhận. Huynh cũng biết là tôi không có nơi nào để đi mà. Tôi thân nữ nhi một thân một mình, bên ngoài rất là nguy hiểm. Dạng nhất gặp phải mấy người như hôm qua, bán cho tôi mấy chỗ bát nháo như lầu xanh. Vậy tôi phải làm sao đây? Bữa sáng ở đâu? Tôi đói rồi. Phía sau. Tôi cũng đã quyết định ở lại bên cạnh Hải Thiên. Tôi không biết rằng duyên phận giữa chúng tôi có bắt đầu khi nào. Cũng có thể từ lúc tôi gặp huynh ấy đã định trước như vậy rồi. Tôi dùng cả phần đời còn lại trả cho huynh ấy.
đại dương lên triều. Đại dương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Có việc khởi tấu, không có bãi triều. Nếu thật không có việc gì, bãi triều. Đại dương, lão nô có việc muốn bẩm báo. Triệu tổng quản vẫn như mọi ngày, vẫn chỉ có khanh bẩm báo. Nói, thực ra lão nô không phải là bẩm báo gì. Lão nô có quà mừng muốn dâng lên đại dương. Quà mừng, quà mừng gì vậy? Đêm qua lão nô đến tiệc mừng thọ, đã tìm ra ba vị tiên nữ đặc biệt dâng lên. Sáng nay vừa mở cửa ra, quả nhiên hư thần, không phải do trời ban xuống thì là gì? Còn nói về đại dương, đại dương đã vất vả vì long thể của người. Từ nay về sau mọi chuyện trong cung sẽ cho lão nô thay đại dương thân phó. Triệu tổng quản, Triệu tổng quản, có phải ngươi nhầm không? Hô lại sao nói được chứ? Không thể nào. Đại dương, người sai rồi. Đây là hư thần. Cái này, Triệu tổng quản, vậy ngươi có thể bảo con hư đó nói vài câu được không? Hư thần lời vàng chỉ nói một lần. Ta không tin. Là thật đấy ạ. Triệu tổng quản, ngươi già rồi nên hồ đồ thôi. Các ái khanh, các anh hãy nói với Triệu tổng quản, con hô này làm sao có thể nói được chứ? Triệu tổng quản thật là biết đùa. Các vị đại thần, hãy nói với đại dương, con hưu này là do thần tiên phái tới. Khởi bẩm đại dương, đó chính là ý chỉ của thánh thần. Được rồi. Triệu tổng quản, đây chính là ý chỉ của thánh thần. Bản dương đã biết rồi. Vậy sau này sẽ cho lão nô phân phó. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta cùng làm. Thần xin bái kiến đại dương. Thái quý, không ở biên ải làm tốt việc đi. Vào cung làm gì? Là Triệu công công phái thần đưa mỹ nhân đến dâng lên đại dương. Là tiểu thư nhà họ Lỗ phải không? Vâng, mời đại dương xem. Tham kiến đại dương. Lỗ tiểu thư, mau ngẩng mặt lên cho ta nhìn. Thái quý, người này không phải. Không thể nào đại dương. Cô ấy chính là tiểu thư nhà họ Lữ. Bổn dương nói không phải. Đại dương tha mạng, đại dương tha mạng. Rõ ràng Triệu công công nói là người đại dương muốn là tiểu thư nhà họ Lữ. Sao lại không phải chứ? Hư thần có thể nói được chứ? Không thể nào. Đây chính là hư thần. Ha 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 ha.
Thái quý, là ta nhìn nhầm. Đây chính là tiểu thư nhà họ Lữ. Được rồi, mau đưa cô ấy lên phòng thượng đài đi. Phòng phượng đài à? Dừng lại, cút, cút hết ra ngoài cho ta, cút hết cho ta, cút. Đại dương, người sao chị? Người bị làm sao chị? Ta phải giết Triệu Thịnh. Ta phải giết Triệu Thịnh. Giết Triệu Thịnh nè. Đừng nói, đừng nói ra, đừng để ông ta nghe thấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đại dương hãy nói có chuyện gì đi. Hoàng cung này đã bị Triệu Thịnh chiếm rồi. Các đại thần trong cung đều là người của hắn. Thái giám cung nữ cũng đều là người của hắn. Đến cả mỹ nhân mới đến cũng là người của hắn. Vậy bổn dương ta phải làm cái gì? Ta là cái gì? Đại dương, không sao. Người hãy bình tĩnh, không sao cả. Ta là bồ nhìn phải không? Bây giờ Triệu Thịnh mới là vua thực sự đúng không? Không sao, không sao đại dương à. Không sao. Huỳnh Quốc, nàng nói xem, có phải bản dương mãi mãi không thể giết được Triệu Thịnh? Chỉ có Triệu Thịnh giết bản dương thôi đúng không? Không đâu. Chỉ có Triệu Thịnh giết bản dương thôi. Không đâu. Đại dương sao vậy? Đại dương, ai đấy? Không có ai cả. Mau đi, hắn đến giết ta đấy. Không có ai hết, không ai giết đại dương hết. Có thần thiếp bảo vệ người, không ai giết được người hết. Bản dương không làm vua nữa có đúng không? Không sao rồi, bản dương không muốn làm vua nữa. Bản dương không muốn làm vua nữa. Đừng giết ta. Không sao đâu, không sao. Đừng giết ta. Thái sử lệnh, ngươi tìm ta à? Ông không tin tưởng ta. Thái sử lệnh nói vậy là sao? Ta nghe nói ông lại tìm một người sắp đặt ở bên cạnh đại dương. Đó là mỹ nhân chính mắt đại dương nhìn trúng. Ta thấy e là Lý Đại Hào đã sớm trở thành tai mắt của ông rồi. Khắp triều này đều là tai mắt của ta. Người thấy ta có nhất thiết phải thêm một người nữa không? Nói vậy là đại dương đã nhầm. Ngươi cũng nhầm. Giả dụ cô ta là người của ta, ngươi nghĩ ta sẽ để cô ta đến phong phượng đài sao? Cũng đúng. Ta sẽ đi nói với đại dương. Đợi chút.
Triệu công công còn có gì dạy bảo? Triệu Thịnh ta là người nghi người sẽ không dùng, dùng người sẽ không nghi. Có điều thái sử lệnh ngươi nên hiểu rõ rốt cuộc ngươi là ai, nên nghe lời ai. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ là ta cảm thấy sắp xếp người phụ nữ đó ở bên cạnh đại dương cũng không có gì là không tốt. Ít nhất đại dương sẽ không ghét ông như vậy. Hắn ta ghét ta sao? Là sợ ta. Nói trắng ra, ta không quan tâm hắn ta nhìn ta như thế nào. Đây là ta nghĩ cho ngươi thôi. Ngươi nghĩ xem, hiện ngươi là người đại dương sủng ái nhất, vì vậy mọi người đều phải kiêng nể ngươi. Nếu một ngày nào đó ngươi không còn là gì nữa, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống trên thế gian này sao? Con hồ ly này, ngươi còn quét làm gì? Nơi này còn ai sống nữa đâu? Có ai biết đến đâu? Vậy dạng nhất đại dương đến lại thấy nơi này bẩn thỉu, sẽ rất tức giận đấy. Cô không biết sao? Đây là Phong Phượng Đài, đại dương sao có thể đến nơi này được chứ? Sao có thể? Nếu đại dương không đến, sao cô vẫn còn ở đây? Cô có thể so với tôi sao? Tôi đến cung bao nhiêu năm mới có cơ hội được nhìn đại dương từ xa? Nhìn từ xa mà có thai rồi à? Cô có ý gì vậy? Cô khinh tôi có phải không? Tôi nói với cô, đợi tôi sinh hoàng tử rồi, tôi sẽ một bước lên tiên. Đến lúc đó tôi sẽ xẻo miệng cô đi. Không có, không có, tôi không có ý đó. Tôi không có khinh ghi gì cô. Thôi được rồi, không cần nói nữa. Tôi sẽ nói với đương nương, đại nhân đại lượng không tính toán với cô. Dân Hương tỷ, không dễ để nhặt ra đổ xanh đổ đỏ, sao lại đổ chúng vào cùng nhau? Cô biết không, trước đây có người nói với ta, chỉ cần nhặt đủ 10 dạng lần thì có thể được ra ngoài. Đáng tiếc cô ấy khi nhặt được 9 dạng lần thì đã chết. Cô xem, ta đã nhặt được 1.345 lần rồi. Tôi còn khỏe hơn cô đấy, tôi nhất định sẽ thành công. Tôi thật sự mang long thai mà. Thật mà. Đây tuyệt đối không phải cuộc đời của tôi. Cuộc đời của tôi tuyệt đối sẽ không như thế này. Để xem ở đây, chúng ta có thể từ đây, sau đó chuyển đến bên này. Quỳnh nói chúng ta sẽ xuất phát từ đây. Đúng, để xem ở đây địa hình thuận lợi, người người có thể di chuyển dễ dàng. Vì thế vừa hay cho chúng ta, vừa có thể tấn công địch. Nhưng Quỳnh Nín có thể theo kịp không? Có phụ nữ thì không như trước. Để đừng nên hận cô ấy. Thực ra nghĩ kỹ lại, không phải lỗi cô ấy. Có điều, nếu như cô ấy trở thành đại tẩu của bọn đệ,
để thật không thể hiểu nổi nữa. Có thể sẽ có ngày ấy. Bá phụ, mặc kệ ta, để con giúp bá. Không cần, đừng đụng vào. Xem ra bá phụ vẫn khó tha thứ được. Cô ấy sẽ làm được thôi. Nào, chúng ta bàn tiếp. Các vị bên này, đại ca, những người này đều đồng ý giúp huynh, cùng huynh giành Giang Sơn. Các huynh đệ, giành Giang Sơn không phải là nói đùa, phải dốc hết sức mình. Hiểu không? Hiểu. Hải Thiên huynh, mọi người đều cùng đường rồi, hãy đưa chúng tôi đi cùng. Chúng tôi sẽ nghe theo lời huynh. Đều là huynh đệ đúng không? Phải. Được, về Hải Thiên, tôi xin đa tạ mọi người. Từ giờ trở đi, mọi người phải nghe theo lệnh tôi. Những người còn cha mẹ, anh em họ hàng, đứng ra. Nhà có vợ, cha mẹ già và con nhỏ, người cần nuôi dưỡng, đứng ra. Tuổi ngoài 50, thân thể ốm yếu, nhưng công việc phía sau cũng rất quan trọng. Gánh vác công việc này, xin trao cho huynh đệ này. Chúng tôi không thể đánh trận sao? Các chị đừng nghĩ ở nhà, nghĩ là coi thường mọi người. Ở phía sau cũng rất là quan trọng. Binh sĩ đánh trận cần lương thảo, y phục và nhiều đồ khác nữa. Nếu không có ai ở sau, trận này sẽ không thể đánh được. Mọi người nói có đúng không? Đúng thế. Vì cô nương này nói rất đúng. Chúng ta phải thay Hải Thiên huynh làm công việc hậu cần cho tốt. Được rồi, những huynh đệ còn lại từ hôm nay trở đi sẽ cùng Hải Thiên tôi. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có quà cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, có quà cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Phúc cùng hưởng, quả cùng chịu. Mọi người đều ăn cơm, sao huynh lại ngồi đây? Mỗi lần ta gặp vấn đề gì khó, đều thích ngồi một mình, xem có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không. Vậy huynh có vấn đề gì nói ra đi, muội có thể giúp huynh nghĩ cách. Các anh em đã theo ta bao nhiêu ngày rồi, cả ngày ăn không đủ no mà không đủ ấm thì thôi. Nhưng sắp phải khởi sự rồi, đến một bữa cơm, một chiếc áo rét ta không thể cho họ. Trong lòng ta rất ấy nấy. Chuyện này muội cũng nghĩ rồi. Vấn đề mặc, ta có thể phơi khô lông chim, sau đó dùng bông lồng vào trong là có thể chống rét. Tuy không được bao lâu, nhưng mùa đông cũng sắp hết rồi. Chỉ cần bọn họ có thể nỗ lực tấn công thành trì này, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Còn về lương thảo, quả là một vấn đề lớn. Tuy thời gian này chúng ta đã tích trữ không ít lương thực, nhưng đều là gạo và ngô, chẳng có thể đổi gì. Này, muội đi đâu đi? Muội nghĩ ra một cách. Huynh đợi một lát, không biết chừng huynh sẽ rất kinh ngạc.
không được ăn dùm. Cách này của muội có được không đấy? Mời chắc thế này có khi cơm cũng không ăn nổi. Được mà, yên tâm đi. Mời chắc là tại giỏ. Muội gọt giỏ rồi trần qua nước nóng sẽ không sao nữa. Trong đó là cái gì vậy? Khó ăn thế sao? Rất ngon. Ngon sao cái mặt Quynh lại như thế? Trả đi. Không trả. Không trả. Trả muội. Đến đi. Đừng chạy. Đến đi. Một lát nữa là cơm chín, muội đi đi. Sao? Cơm hôm nay là do Lữ cô nương nấu đấy. Ngon lắm. Quả rất là ngon. Lữ cô nương quả thật là thần thánh. Chỉ có cơm với mấy quả mơ thôi mà nấu ra ngon thế này, tôi phục rồi. Thật ư? Nếu mọi người thích, tôi sẽ lấy tất cả lương khô làm thành món này, để mọi người đi đường ăn được không? Được, cảm ơn Lữ cô nương. Cảm ơn Lữ cô nương. Cảm ơn. Bá phụ, ăn cơm thôi. Cô nghĩ ta sẽ ăn cơm của Sao Chổi làm ư? Đừng mơ. Được, không ăn thì thôi. Nhưng cháu nói cho bá biết, cái này không phải cháu làm. Đây là con trai bác chức giả tìm ra được cái này đấy. Chỉ còn lại một bát thôi. Sao Chổi cháu đây ăn được rồi. Đợi đã. Ta còn lâu mới để cho Sao Chổi cô ăn. Cho cô chết đói luôn. Sao lại trốn Quynh? Muội không có. Muội có. Muội không có. Muội chỉ nghĩ các Quynh sắp ra trận rồi, trong lòng có chút thương tâm. Thật không? Đương nhiên. Chúng ta là bạn mà. Vậy được. Muội có thể đồng ý với ta một chuyện không? Chuyện gì? Nếu một ngày Quynh không còn, có thể giúp Quynh chăm sóc cha không? Chuyện đánh trận không ai nói trước được. Quynh lại không tin ai, chỉ tin muội. Hứa với Quynh nhé. Cảm ơn muội. Quynh cũng hứa với muội, Quynh nhất định sẽ cố gắng giữ mạng. Vì Quynh có một câu rất quan trọng chưa nói với muội. Câu gì cơ? Đợi ngày ta còn sống trở về sẽ nói cho muội. Quynh còn nhiều chuyện cần chuẩn bị. Quynh đi trước nha.
nhớ chăm sóc bản thân. Kẻ nào dám ức hiếp muội chính là kẻ thù của Hải gia quân chúng ta. Mọi người ở đây sẽ đòi lại công bằng cho muội. Mọi người nói có đúng không? Đúng. Bảo Trọng, muội cũng vậy. Thiên Nhi, cha, con trai bất hiếu đã làm nhiều chuyện không phải với cha. Nếu lần này con có thể thắng trận trở về, nhất định sẽ bù đắp cho cha. Nhưng lỡ như con chỉ đành để kiếp sau báo đáp công ơn của cha rồi. Thiên Nhi, lần này con đi đánh Hôn Quân, ông trời sẽ giúp con, biết không? Đây là chuyện chính nghĩa cha muốn con làm. Cha không giúp gì được cho con, nhưng là một đội quân thì phải có tên hiệu của mình. Chúng ta đều là người Khấu huyện. Cha đã tự tay làm cho con một lá cờ, hy vọng con có thể dẫn các huynh đệ đánh thắng trận, sau đó con sẽ làm rạng rỡ tổ tông, làm rạng danh cho cha. Khấu công vạn tuế, khấu công vạn tuế, khấu công vạn tuế, khấu công vạn tuế, khấu công vạn tuế. Xuất phát. Đến đi. Trương Cát, thủ
Thúc phụ, thúc cố gắng lên. Dân Nhi lập tức đưa thúc về. Không cần. Kiếm của ta, đưa cho ta. Thúc phụ, Dân Nhi nghe lệnh, quỳ xuống. Từ sau an nguy của dân gia quân phải dựa vào cháu rồi. Người sống trăm năm cũng phải chết. Cháu đừng quá đau buồn. Nếu cháu thật sự hiếu thuận với thúc phụ thì hãy dành lấy giang sơn cho thúc thấy. Thúc phụ biết, cháu nhất định có thể. Nhất định có thể. Hãy hứa với thúc đi. Dân Nhi nhận lệnh. Dân Nhi, giờ đây không phải là lúc đau buồn. Lão thất phụ đó, nếu không có cháu và thúc phụ, ông ta vẫn ở trên núi chăn dê. Giờ bảo ông ta chi viện một chút thì khất lần. Nếu cháu có thể sống quay về, nhất định sẽ giết ông ta. Chuyện quan trọng hàng đầu bây giờ là giải quyết về vấn đề trước mắt. Tiền tiên sinh nói sao? Hiện giờ địch mạnh ta yếu, cho dù Trương Cát nhất thời không làm gì được chúng ta, nhưng dân gia quân chúng ta, vấn đề là sĩ khí của dân gia quân chúng ta. Không thành công sẽ thành nhân. Đúng, không thành công sẽ thành nhân. Nói như thế, dân gia quân chúng ta nhất định có thể lấy một chọi mười. Mau truyền lệnh, đập hết các đồ đồng, đốt hết các thuyền. Sáng sớm mai chúng ta sẽ quyết chiến một trận với Trương Cát. Quyết chiến, quyết chiến, quyết chiến. Thúc phụ, chúng ta sẽ thắng. Mọi người đã nghe gì chưa? Dân cuồng dẫn dân gia quân sắp đến đây tới nơi rồi. Đúng thế, đúng thế, tôi cũng nghe nói vậy. Không biết là thật hay giả. Chắc chắn là thật. Các vị công tử, các huynh vừa nói dân cuồng sắp đến đây có thật không? Đúng thế, khắp nơi đều đồn như vậy. Dân cuồng đó rất lợi hại. Trận lần trước đánh nhau ác liệt, chỉ có 3 vạn người ngựa đã đánh bại 10 vạn quân của Trương Cát. Xem ra thiên hạ này sớm muộn cũng về tay anh ta. Sớm muộn thôi. Dân cuồng giỏi, dân cuồng hay. Dân gia quân đến mọi người cười. Dân cuồng giỏi, dân cuồng hay. Dân gia quân đến mọi người cười. Dân đại ca sắp đến đây rồi. Tốt quá, mình có thể gặp huynh ấy. Dân đại ca, huynh có biết muội nhớ huynh thế nào không? Bá phụ, bá phụ uống thuốc thôi. Cô là người độc ác, ai mà biết có hạ độc gì trong thuốc không? Ta nói cho cô biết, muốn hạ độc ta hả? Đừng mơ. Bá phụ, bá giận cháu cũng được, nhưng không cần tự hành hạ mình thế chứ. Đại phu nói không được xem thường dạ dày. Nếu không kịp thời chữa trị, về sau hậu quả sẽ rất là lớn. Lẽ nào bác không muốn gặp lại con trai mình sao? Được, thuốc ta có thể uống, nhưng không phải là thuốc do cô sắc. Tránh việc cô giở trò.
Ta muốn cô làm theo sách y viết, lên núi hái cỏ tươi đem về cho ta. Ta muốn nhìn thấy cô đun và sắc thuốc, đảm bảo không có gì ta mới uống. Điều này, xem đi xem đi. Đến việc nhỏ như vậy cũng không muốn làm, còn muốn chuộc tội à? Lừa ai chứ? Ta đã sớm biết cô có lòng dạ độc ác không thể tin được. Là bọn thiên nhi ngu ngốc mới mắc lừa người xấu xa như cô. Được được, cháu đi hái gì cũng được. Bác nghĩ đi, cháu đi hái thuốc. Đừng bỏ cuộc giữa đường đấy. Thời tiết gì thế này? Lão tử đây khó khăn lắm mới lập được công, định ngăn ta à? Các người chắc là cha của Hải Thiên ở trên núi chứ? Đừng để lão gia ta phải đi uổng công. Lão gia yên tâm, hoàn toàn chính xác, không thể sai được. Lần này chắc chắn ta sẽ được thăng quan 3 cấp. Bá phụ, không phải bá bị mắc bệnh dạ dày sao? Sao lại ngồi ăn ở đây? Đúng, ta không có bệnh, ta chỉ cố ý treo cô cho vui thôi. Cô định làm gì ta? Bá thật quá đáng. Bá có biết cháu vất vả thế nào không? Về hái mấy cây thuốc này, suýt nữa cháu ngã xuống vực đấy. Thế thì làm sao? Không để cô ngã chết ở dưới vực, ông trời đã không có mắt lắm rồi. Mau đi với cháu. Đi với cháu làm gì? Quan phủ biết bá đang ở đây rồi, sẽ đến bắt bá đấy. Định lừa ta chắc? Còn lâu. Đại nhân có thể ở đây. Nhanh nhanh đi nào. Người đâu? Nơi còn nóng, nhất định là chạy chưa xa. Đuổi theo cho ta. Tìm từng tấc đất cho ta. Ta không tin không bắt được ông ta. Rõ. Tìm kỹ vào. Ai? Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng để lộ diện. Mau ra xem, ngươi là ai? Ngươi là ai? Tôi tên Tiểu Hoa. Nói, cha Hải Thiên đâu? Thiên gì cơ? Không biết à? Ta đánh người cho biết. Đừng đánh tôi. Không biết này, không biết này. Tôi không biết, tôi không biết thật mà. Biết hay không? Tôi không biết, tôi không biết. Tôi không biết thật mà. Nói biết hay không? Nói. Tôi không biết mà. Đại nhân, xem ra cô ta không biết thật. Đánh nữa cô ta mất mạng đấy. Chúng ta tiếp tục tìm. Tìm không ra cha của Hải Thiên, các người đừng có ngủ. Nhanh.
Cháu, cháu sao rồi? Không sao. Nào, đứng dậy. Bá phụ, bá phụ, mau đứng lên, đứng lên. Không sao chứ bá phụ? Vị đại ca này, bá phụ tôi bệnh rồi, huynh giúp tôi cõng bác ấy một lát được không? Không được. Đại ca, bá phụ tôi bệnh rồi, phiền huynh cõng bác ấy một lát. Không được. Tiểu cô nương, ông đây có phải dạo này không ăn được, không có sức, nóng đầu không? Đúng, sao dì biết? Đây là ôn dịch, sẽ lây đấy. Không ai giúp cô đâu. Vậy phải làm sao? Tôi thấy cô đừng lo cho ông ta nữa, lo đường sống cho mình đi. Lỡ bị lây rồi thì cô không sống được bao lâu đâu. Bác không sao chứ? Cháu đừng lo cho ta. Cháu đi đi. Ta đã mắc bệnh dịch, cháu không sợ ta sao? Cháu đã hứa với Hải đại ca sẽ không bỏ mặc bá. Bá phụ, bá không sao chứ? Bá định làm gì thế? Ta chết đi còn hơn, sống chỉ làm liên lụy đến cháu thôi. Không được, khó khăn lắm cháu mới kéo được bá từ quỷ môn quan về. Sao bá lại nghĩ không thông? Bá như thế có lỗi với cháu. Sao cháu lại tốt với ta đến thế? Ta luôn không tốt với cháu, lẽ nào cháu không giận ta sao? Cháu hại bá tan cửa nát nhà. Cháu hiểu tâm trạng của bá. Chuyện này thật ra không liên quan đến cháu, là ta bực mình không có chỗ nào giải tỏa nên đổ lên đầu cháu thôi. Thật làm khó cho cháu, đã hết lòng cứu ta. Điều này khiến ta vô cùng xấu hổ. Được rồi, được rồi, bá phụ đừng như thế. Cháu đã hứa với Hải đại ca chăm sóc tốt cho bá rồi, thế nên bá cũng tự chăm sóc tốt cho mình, không nên từ bỏ dễ dàng, cứ coi như dì cháu có được không? Nào, cháu đỡ bá, đứng dậy nào. Dịu qua, dịu qua, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Dân Khương, tỷ làm gì thế? Làm muội giật cả mình. Muội có biết không, hôm nay có nội thị, chúng ta có thể gặp đại dương rồi. Nội thị gì? Phụ nữ trong cung chúng ta không phải không được ra khỏi cung sao? Vì mỗi năm vào thời gian này, hồ cơ nương nương của triều trước đã nghĩ ra một cách, tổ chức một cung trong buổi chợ, chúng ta có thể đem đồ của mình ra bán, không chừng có thể gặp đại dương đấy. Tiểu thái tử, cuối cùng có thể gặp đại dương rồi.
Nhanh đi nào, nhanh lên. Bán đậu đỏ đây, bán đậu đỏ, bán đậu xanh đây. Dân Hương, cô còn bán đậu đỏ với đậu xanh sao? Đúng thế, cô mang thai cũng mười mấy năm rồi đấy nhỉ. Sao còn chưa ra đời? Có phải là quái thai không đấy? Nô tỳ to gan, các người dám chê cười thái tử, không sợ ta giết các ngươi à? Thái tử, một cái gối cũng gọi là thái tử, vậy cái chăn của tôi chẳng phải là đại dương sao? Dân Khương, đừng chấp bọn họ làm gì, họ đang đố kỵ tỷ thôi. Dịu qua, muội nói đúng, bọn họ là đang đố kỵ ta. Ta vào cung mới mười mấy năm, đã có cơ hội gặp đại dương, còn bọn họ người ở trong cung cả đời, mà đến mặt mũi của đại dương thế nào cũng không biết. Đúng là bọn họ đang ghen với ta. Dịu qua, muội thử nói xem, hôm nay đại dương có tới không? Có chứ, nhất định sẽ tới. Vậy thì tốt quá. Sao ta không thấy muội mang gì tới vậy? Lát nữa muội bán gì? Lát nữa tỷ sẽ biết. Đại dương giá đáo. Tiểu nữ nhập cung chưa lâu, chẳng có gì quý báu ngoài chút tài mọn, xin mọi người đừng chê cười. Hay, hay lắm, hay lắm, rất hay. Đại dương, đại dương, thiếp đã có thai rồi. Cô đàn bà to gan này, thiếp đã mang long thai rồi. Đại dương, mau tới đón thiếp đi. Đại dương, thiếp đã mang thai rồi. Đại dương, mau đón thiếp hưởng phúc đi. Đại dương, Triệu tổng quản, thế này là thế nào? Đại dương không cần lo lắng. Đại dương không sao chứ? Mai thần sẽ đưa đại dương đi câu cá có được không? Câu cá à? Được đó, khởi giá về cung. Đại dương hồi cung. Vậy là nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của đại dương. Nhưng lỡ đại dương không thích mình thì làm thế nào? Sau này phải cẩn thận, còn làm kinh động thánh giá nữa, ta sẽ lôi ngươi chém đầu. Dân Khương, Dân Khương, tỷ có sao không? Dịu qua, cuối cùng ta cũng gặp đại dương rồi. Đại dương đối xử với ta rất tốt. Đại dương muốn ta hạ sinh trên đời dương một tiểu hoàng tử. Được rồi, tỷ không cần nói nữa. Đậu đỏ và đậu xanh của ta đâu? Tỷ bị thương thế này rồi mà vẫn còn muốn đậu xanh với đậu đỏ làm gì? Muội biết không, ta chỉ cần đếm 10 vạn lần là ta thành công rồi. Bây giờ ta... bây giờ ta chỉ còn thiếu 8 vạn thôi. Chỉ 8 vạn nữa là thành công rồi. Muội mau đi tìm giúp ta đi. Mau lên, mau lên. Được rồi, muội đi đây. Một chín sáu, 197, 198, 199, 200. Nếu phải sống như cô ấy, chi bằng thử đánh cược một lần. Thà chết vẫn còn hơn sống như vậy. Tham kiến đại dương.
La Phong tham kiến đại dương. La Phong, Khanh đến rồi thật là tốt quá. Khanh đến là tốt rồi. Thái sư lệnh, người chắc chắn không có ai đi theo chứ? Bẩm đại dương, không có ai ạ. Tốt lắm. Dương Thúc, cho gọi thần đến có chuyện gì? La Phong à, có kẻ muốn giết trẫm. Ai lại dám đại nghịch bất đạo như vậy? Triệu Thịnh. Hắn à? Hắn chỉ là một tên thái giám thôi mà. Nhỏ tiếng thôi, ở đây toàn là tai mắt của hắn đó. Nếu mà bị phát hiện thì chúng ta chẳng còn mạng nói chuyện với nhau nữa. Hắn thật sự có làm vậy sao? Thật đó. La Phong, Khanh xem, chúng ta thân thiết với nhau từ nhỏ. Tuy Khanh gọi ta là Dương Thúc, nhưng trẫm luôn xem Khanh là huynh đệ của mình. Trẫm có thể tin tưởng Khanh không? Tất nhiên ạ. Tốt. Vậy Khanh có thể giúp trẫm. Đại Dương, ý người là... Trẫm muốn trước khi hắn giết trẫm, trẫm sẽ giết hắn trước. Vậy được không? Không xong rồi, không xong rồi. Đại Dương, đến đây mau mau. Triệu Thịnh muốn giết trẫm sao? Triệu Thịnh tới giết trẫm rồi. Không sao thưa Đại Dương, không sao. Đại Dương, người xem, có người rơi xuống nước. Là người bị ngã xuống nước chứ không phải giết trẫm à? Không phải là Triệu Thịnh muốn giết trẫm. Không sao. Không sao mà Đại Dương. La Phong. La Phong. La Phong à, việc này trẫm nhờ vào cả Khanh đấy. Nhớ kỹ, việc này chỉ được thành công không được thất bại. Chỉ được thành công không được thất bại. Dân ạ. Đại Dương, cá đã cắn câu rồi. Tham kiến Đại Dương. Đại Dương, Đại Dương, người không sao chứ? Thích khách tới giết trẫm mà. Đại Dương đừng sợ, không sao đâu. Có phải Triệu Thịnh phái người tới không? Người đã nghe thấy gì rồi? Vậy vì sao ngươi lại lặn xuống nước? Nô tỳ chỉ muốn thu hút sự chú ý của Đại Dương, để có sự sủng ái của Đại Dương. Có vẻ giống như phong cách của cô. Công tử, hai người quen nhau sao? Không quen, không quen ạ. Không quen. Vậy sao công tử lại nói vậy? Cung nữ trong cung chẳng phải đều như vậy sao? Ai mà chẳng muốn được Đại Dương sủng ái. Cũng đúng. Đại Dương, chúng ta nên xử phạt cô ta thế nào đây? Chúng ta không thể để cho người khác biết được bí mật của chúng ta, nên chỉ có một chữ thôi. Giết. Người đâu? Đại Dương tha mạng. Đại Dương tha mạng. Đợi đã. Đại Dương, thần có cách này hay hơn. Không biết Đại Dương có muốn nghe không ạ? Cách gì hay hơn sao? Mau nói đi. Dù sao Đại Dương cũng đã nghi ngờ cung nữ là do Triệu Thịnh phái tới hành thích người. Nếu chúng ta sai cô ta đi hành thích Triệu Thịnh, Đại Dương đoán xem Triệu Thịnh sẽ làm gì? Triệu Thịnh sẽ chết không nhắm mắt. Được. Vậy kế hoạch của chúng ta như thế nào?
Chúng ta có thể sắp xếp cho cô ta luyện tập vũ đạo, giả vờ là đại dương say mê điệu múa của cô ta. Đợi khi Triệu Thịnh sơ hở, lơ là đề phòng, thì chúng ta sẽ mời hắn vào cung xem ca vũ. Sau đó để cô ta dùng kiếm đâm chết Triệu Thịnh. Hay. Thật là tuyệt vời. Cuối cùng, bản dương cũng trút được mối lo trong lòng rồi. Nhưng nếu trong thời gian luyện tập cô ta để lộ ra chuyện này thì sao? Không sợ. Ta có chiếc lồng kim tuyến Vũ Dương để lại rồi. Đến cung Luân Nô còn không được trốn. Chứ đừng nói là một cô gái yếu đuối như vậy. La Phong, bản dương giao cung nữ này cho Khanh. Vâng, thưa đại dương. Đây chính là cuộc sống mà muội mong ước sao? Ta không quen huynh. Cuộc sống của ta thế nào không liên quan đến huynh? Không quen ta? Muội nói lại một lần nữa là không quen ta xem. Ta chỉ là một cung nữ thấp hèn, làm sao có thể quen một công tử cao quý như huynh chứ? Thân phận quan trọng vậy sao? Người ở trước mắt mình mới là người quan trọng nhất. Dù cho La Phong này có là ai đi chăng nữa, dù cho ta có thân phận gì, ta vẫn có thể vì Diệu Qua mà lên núi săn thú quan, tới chợ bán binh khí, đến nhà người khác làm người hầu. Cho dù có bị sói xé thành trăm mảnh, ta cũng không hề oán hận. Vậy vẫn chưa đủ sao? Câu chuyện thật là cảm động. Nhưng nhân vật trong câu chuyện này là quá ngốc nghếch. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cho dù chuyện gì cũng vì người khác, dù có chết cũng không đáng thương. Vì sẽ chẳng có ai thương kẻ ngu ngốc đâu. Ngốc ư? Ngốc. Đúng vậy, ta là một tên ngốc. Nhưng muội thì sao? Muội thì khá hơn ta sao? Bây giờ muội có tư cách gì để nói ta chứ? Đời người khó đoán, ai mà biết trước được. Chẳng phải huynh cũng từ một người hầu mà chuyển thân biến thành công tử sao? Vậy sao ta lại không thể chứ? Chỉ cần đại dương còn, ta còn, sẽ có một ngày đại dương sẽ coi trọng ta. Đúng là hết thuốc chữa. Nếu sớm biết thế này, lúc nãy ta đã để đại dương giết chết muội rồi. Cho dù có chết thì ta cũng chỉ là người của đại dương, không liên quan đến huynh. Ta nghĩ muội rất thích hợp với thứ này. Mặc lên đi. Mặc lên. Đây cũng là của đại dương đó. Ta nghĩ cho dù thế nào, muội cũng không dám phản lại đại dương đâu. Đúng không? Tất nhiên. Mình vẫn còn cơ hội. Chắc chắn mình vẫn còn cơ hội.